Kính chào quý vị, Khắc Trí và Minh Thư. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị khởi đầu một ngày mới. Chúc quý vị một ngày làm việc, một tuần mới thật may mắn và đầy hứng khởi. Thưa quý vị, vào tháng 5 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, sau 4 năm triển khai, hiện mới chỉ có 30 trên 237 cơ sở giáo dục đại học được công nhận kiểm định theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này cho thấy việc kiểm định khá chậm, thậm chí là ì ạch. Vấn đề này sẽ được đề cập trong gõ cửa ngày mới hôm nay. Câu chuyện ai thế nào vì sao hôm nay, mời quý vị cùng làm quen với một phụ nữ ở xã Suối Rau, huyện Châu Đức. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ, phụ nữ khởi nghiệp đã vươn lên từ nghề mua ve chai. Ngoài ra, chương trình còn cập nhật đến quý vị nhiều thông tin, vấn đề sự kiện trong tỉnh, trong nước và quốc tế đáng quan tâm khác. Nhưng trước tiên, chúng ta cùng điểm lại những thông tin đã được chúng tôi ghi nhận và chuyển tải trong 24 giờ qua. Nhiều mặt hàng xuất khẩu bứt phá sau EVFTA. Sắp ra mắt ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn. Quản lý chặt việc cải tạo nạo vét lòng hồ. Bà Rịa Vũng Tàu từng bước cải thiện đời sống đồng bào dân tộc. Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở. Mở đầu dòng quay 24 giờ sáng nay là những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, theo đánh giá của Bộ Công Thương, sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, đã làm tăng khả năng cạnh tranh và giúp hàng hóa của Việt Nam mở rộng thị phần tại các thị trường đối tác, là động lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Từ đầu tháng 8 đến nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có số lượng đơn hàng tăng khoảng 10% so với tháng 7. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý nhất là xuất khẩu tôm tháng 8 năm 2020 tăng 15,7%, mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm. Bên cạnh thủy sản, gạo Việt xuất khẩu sang châu Âu cũng có những tín hiệu khả quan khi giá gạo vào thị trường EU tăng 80 đến 200 đô la Mỹ một tấn. Ngoài ra, nhiều mặt hàng khác như điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị phụ tùng, dệt may, da giày, thủy sản, đồ gỗ, cà phê cũng đang được nhận định kỳ vọng lớn trong việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này thời gian tới. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, ô tô nhập khẩu ước đạt 12.000 xe, tăng 35,8% so với tháng trước, với trị giá là 250 triệu đô la Mỹ. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 9, ô tô nhập khẩu ước đạt 12.000 xe, tăng 35,8% so với tháng trước và trị giá là 250 triệu đô la Mỹ, tăng 23,7%. Đáng chú ý, với sản lượng ước tính kể trên, tháng 9 sẽ là tháng thứ 3 trong năm 2020, lượng ô tô nhập khẩu đạt được hơn 10.000 xe. Như vậy, hết tháng 9, lượng ô tô nhập khẩu ước đạt 66.000 xe và trị giá là 1,47 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019, lượng ô tô nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2020 vẫn giảm 37,8% về lượng và giảm 38,4% về trị giá. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn sẽ ra mắt trong đầu tháng 10. Ứng dụng này được Tổng cục Du lịch kết hợp với Vietsense nghiên cứu, thực hiện, tích hợp đầy đủ tính năng nhằm phục vụ yêu cầu của du khách, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch và cơ quan quản lý nhà nước. Người dùng khi sử dụng có thể tra cứu mức độ an toàn tại điểm sắp đến, xem bản đồ số để biết mức độ cảnh báo an toàn, lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi và cập nhật thông tin mới nhất về điểm đến cũng như chính sách của ngành du lịch. Tính đến cuối năm 2019, Việt Nam hiện có 43,7 triệu người sử dụng điện thoại thông minh và trong top 15 những nước có lượng người dùng smartphone cao nhất thế giới. Đó là một trong những tiền đề chủ chốt thúc đẩy ra đời ứng dụng di động du lịch Việt Nam an toàn. Điểm nổi bật của app du lịch Việt Nam an toàn là du khách và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch có thể trực tiếp tương tác với nhau trên hệ thống để kiểm tra thông tin, mức độ an toàn theo các tiêu chí đã đăng ký. Đồng thời hai bên có thể đánh giá lẫn nhau khi kết nối trên hệ thống. Mỗi lượt đánh giá chỉ thực hiện duy nhất trong một lần sử dụng dịch vụ nên sẽ loại trừ được trường hợp đánh giá ảo. Toàn tỉnh hiện có 30 hồ chứa nước phục vụ cho hơn 10.000 hecta diện tích canh tác nông nghiệp và cung cấp nước cho các nhà máy nước. Hầu hết các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đều được đưa vào sử dụng từ 20 đến 30 năm. Qua nhiều năm khai thác sử dụng, nhiều lòng hồ bị bồi lắng, làm thu hẹp dung tích, khả năng cung cấp nước giảm.
mùa khô xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc nạo vét lòng hồ chứa nước là hết sức cần thiết và cấp bách. Để phát huy công năng hiệu quả các hồ chứa nước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương xã hội hóa việc cải tạo nạo vét lòng hồ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc làm này đang bộc lộ nhiều bất cập. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành rà soát, đánh giá lại thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chặt chẽ. Từ năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận cho một số doanh nghiệp thực hiện dự án nạo vét, duy tu, sửa chữa 18 hồ chứa nước và 3 đập dân theo phương thức xã hội hóa 100% vốn doanh nghiệp. Thế nhưng trong quá trình nạo vét, một số doanh nghiệp đã không thực hiện đúng các hạng mục báo cáo tác động môi trường được phê duyệt, làm tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Chưa thực hiện đúng hồ sơ thiết kế và ranh giới mốc của dự án được phê duyệt, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản. Trước thực trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường nhanh chóng bàn bạc, thống nhất giải pháp gỡ vướng về hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường để thực hiện dự án nạo vét, đồng thời tổ chức hướng dẫn chủ đầu tư đánh giá tác động môi trường theo từng phần, thuê tư vấn giám sát và hoàn tất các thủ tục pháp lý của dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu việc triển khai nạo vét phải bảo đảm an toàn và chất lượng nguồn nước để hạn chế tình trạng thiếu nước cục bộ vào mùa khô. Các dự án triển khai nếu có thay đổi, điều chỉnh bổ sung phải trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã tác động sâu rộng mọi mặt đời sống xã hội và ngành thủy sản cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nhờ giá xăng dầu giảm sâu và duy trì ở mức thấp so với những năm trước, đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Bà Rịa Vũng Tàu là ngư trường lớn của cả nước với gần 5.900 tàu thuyền, trong đó gần 3.000 tàu thuyền công suất trên 90 mã lực khai thác xa bờ. Từ đầu năm đến nay, mặc dù thời tiết khá thuận lợi, nhưng sản lượng đánh bắt chỉ đạt trên 200.000 tấn, bằng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do ngư trường cạn kiệt, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến thị trường tiêu thụ giảm, kéo theo giá hải sản giảm sâu. Thu không đủ bù chi, nên hơn 20% tàu thuyền trên địa bàn tỉnh phải nằm bờ. Từ đầu năm giờ đánh bắt chắc là sản nhân liệu rất là kém, không có bằng phân nửa, chưa được phân nửa mỗi năm, nó khó khăn quá. Bây giờ tàu bè chúng tôi cũng không có dám đi được, đi ra tầng là lỗ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đầu năm nay giá xăng dầu giảm kỷ lục, từng xuống thấp nhất sau 11 năm. Dù từ tháng 5 đến nay giá xăng dầu đã có thêm 4 lần tăng, 2 lần giảm, nhưng mức giá dưới 15.000 đồng một lít xăng và hơn 11.200 đồng một lít dầu diesel vẫn được cho là khá thấp so với những năm trước. Điều này đã giúp ngư dân giảm đáng kể chi phí đánh bắt xa bờ, từ 20 triệu đến 60 triệu đồng một chuyến đi 30 ngày. Chính vì vậy, khi dịch bệnh được đẩy lùi, hoạt động kinh tế xã hội trở về trạng thái bình thường mới, kéo theo nhu cầu hải sản tăng, bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh cũng tất bật ra khơi với hy vọng những chuyến biển bội thu. Nếu không hỗ trợ và giảm dầu như vậy thì ngư dân có thể là làm ăn được và tốt, giảm bớt rất là nhiều khó khăn cho ngư dân rồi. Năm 2020, ngành thủy sản Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu giữ ổn định sản lượng khai thác khoảng 340.000 tấn. Trước tình hình ngư trường ngày càng cạn kiệt, ngành thủy sản đã vận động hỗ trợ ngư dân đầu tư đánh bắt xa bờ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai thác thủy sản. Với việc giá xăng dầu thấp cũng góp phần giúp ngư dân có thêm động lực vươn khơi bám biển, nhất là thời điểm này, chuẩn bị cho vụ đánh bắt cuối năm. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân, đó là mua sắm đủ dùng và làm sao cho tiện lợi nhất. Thích ứng với xu hướng đó, các nhà bán lẻ cũng đẩy mạnh mô hình siêu thị mini, mini mart không chỉ ở thành thị mà còn ở khu vực nông thôn. Nằm xen kẽ khu dân cư, hàng hóa đa dạng nên các siêu thị mini như cánh tay nối dài là cứu cánh của các nhà phân phối, doanh nghiệp bán lẻ thu hút người mua sắm nhằm bù đắp doanh số do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngoài hệ thống Bách Hóa Xanh, Vinmart Cộng, thì Sài Gòn Coop cũng vừa đầu tư chuỗi cửa hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng theo mô hình Minimart, tức siêu thị mini, với tên gọi Coop Food tại các khu vực đông dân cư. Tại Bà Rịa Vũng Tàu có 3 cửa hàng Coop Food vừa đi vào hoạt động. Với diện tích vừa phải, nên mỗi siêu thị thực phẩm mini Coop Food chỉ chọn lọc từ 2.000 đến 8.000 mặt hàng trong danh mục hơn 30.000 mặt hàng bán tại các siêu thị lớn của Sài Gòn Coop để cung ứng theo nhu cầu của từng khu vực. So với các cửa hàng bách hóa tổng hợp khác, thì phong cách phục vụ và số lượng hàng hóa tại các siêu thị mini này chuyên nghiệp, phong phú và đa dạng hơn cả, nên lôi kéo được nhiều người dân đến mua sắm.
thường ở đây cho nên cũng hầu như cũng như mua ở đây nhiều. Thấy cũng đồ cũng đa dạng cũng nhiều. Trong thời điểm giãn cách xã hội do dịch Covid-19, hầu hết các nhà bán lẻ lớn đều ế ẩm do giãn khách, thì hệ thống GoFood đã phát huy thế mạnh là bán ngay tại chỗ, giao hàng tận nhà. Đây cũng được xem là cứu cánh cho các nhà bán lẻ như Sài Gòn Co-op trong việc duy trì hoạt động kinh doanh, bù đắp phần nào việc sụt giảm doanh số. Cái cửa hàng GoFood mở ra để nhằm là phục vụ tốt những tập trung những khu dân cư, chung cư và chung cư gần. Vừa rồi là qua dịch bệnh Covid thì cửa hàng GoFood nó là phục vụ rất tốt, là khách hàng là không đi được nên là tập trung về các cửa hàng của GoFood là mua sắm, doanh số nó cũng tăng. Mô hình siêu thị mini không chỉ phát triển ở khu vực thành thị mà đang vươn mình về các địa bàn thuần nông. Trong số đó có 7 cửa hàng tự hào hàng Việt do Sở Công Thương xây dựng tại các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ. Hàng hóa ở đây khá phong phú và đều của doanh nghiệp trong nước sản xuất. Đặc biệt đây cũng là điểm giới thiệu, bày bán sản phẩm của các hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh. Qua khảo sát, bình quân mỗi ngày, một cửa hàng tự chọn đón từ 100 đến 200 lượt khách. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cửa hàng này luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho cư dân địa phương, hạn chế tối đa tình trạng khan hàng, sốt giá ảo. Trước đó thì cũng phải mua những cái mặt hàng này á, thì cũng phải là đi ra đến Bà Rịa, những trung tâm lớn thì mới đáp ứng được những cái nhu cầu về sản phẩm này. Thì hiện tại thì nó đã mô hình này về đến đây thì phục vụ cho người dân rất là nhiều về giá cả cũng như là về các chủng loại sản phẩm. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có khoảng 40 cửa hàng tiện lợi thuộc các hệ thống Bách Hóa Xanh, Vinmart, Co-op và hàng trăm cửa hàng tạp hóa tự chọn hoạt động theo mô hình siêu thị mini do người dân đầu tư. Diện tích nhỏ, vốn đầu tư không lớn, tiếp cận gần hơn người tiêu dùng nên tốc độ phát triển loại hình này khá nhanh và đang dần chiếm lĩnh thị trường, đóng góp đáng kể vào doanh thu chung của các doanh nghiệp bán lẻ và trở thành xu thế phát triển mới của ngành thương mại hậu Covid. Chuyển sang những thông tin văn hóa xã hội. Thưa quý vị, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Côn Đảo về hoạt động y tế tại địa phương và định hướng phát triển trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo trong thời gian tới. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo, hiện nay nguồn nhân lực của trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo còn thiếu, nhất là thiếu bác sĩ ngoại khoa, khoa nhi, khoa sản, gây ảnh hưởng lớn đến công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bên cạnh đó, một số trang thiết bị hiện đại của trung tâm không có nhân lực sử dụng. Do đó, lãnh đạo huyện Côn Đảo kiến nghị Sở Y tế đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chủ trương xã hội hóa y tế và có chính sách hỗ trợ y tế đối với huyện Côn Đảo. Đề nghị Sở Y tế điều động bác sĩ ra công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo có thời hạn. Xây dựng đề án thu hút nguồn nhân lực về y tế riêng cho Côn Đảo và giao Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo quản lý. Kết luận buổi làm việc, bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho biết, đối với đề xuất giao Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo, Sở Y tế sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Về vấn đề thiếu nguồn nhân lực tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, Sở Y tế đang thực hiện điều động các bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh ra làm việc tại Côn Đảo có thời hạn. Đồng thời sẽ bổ sung các trang thiết bị y tế cần thiết cho công tác khám chữa bệnh tại Côn Đảo. Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ xây dựng đề án thu hút nguồn nhân lực về y tế cho Côn Đảo để đảm bảo đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho lực lượng vũ trang, người dân và ngư dân trên địa bàn huyện. Hơn 230 học sinh trên địa bàn tỉnh đã tham gia diễn đàn lắng nghe trẻ em nói năm 2020 với chủ đề Vì trẻ em, chung tay bảo vệ trẻ em. Chương trình diễn ra tại hội trường Thành ủy Bà Rịa vào hôm qua, do tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Tham gia diễn đàn lắng nghe trẻ em nói năm 2020, bên cạnh việc gửi những câu hỏi cho ban tổ chức, học sinh còn chia làm 8 đội và bốc thăm thi theo hình thức đối đáp, ủng hộ hay phản biện. Nội dung thi liên quan đến vấn đề bạo lực trẻ, xâm hại, cách phòng chống xâm hại ở trẻ em, các vấn đề về xã hội liên quan đến trẻ em, việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn và chống bệnh thành tích.
Các em cũng được tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A trả lời, giải đáp những thắc mắc khó khăn trong đời sống gia đình và trường học về vấn nạn xâm hại và bạo lực ở trẻ em. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao tặng giải thưởng cho 3 đội có điểm thi cao nhất, trong đó giải nhất thuộc về thị xã Phú Mỹ. Thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã chi hơn 668,5 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp về nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt, văn hóa, giáo dục, phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu cho đồng bào. Tỉnh cũng phân bổ gần 155,5 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức và thị xã Phú Mỹ. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ sách vở cho trên 16.700 học sinh dân tộc thiểu số, hỗ trợ trên 2.300 lượt sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh với số tiền 4.300.000 đồng một sinh viên một năm. Nhờ sự quan tâm từ chính quyền các cấp, nhất là việc hỗ trợ nhà cửa, chi phí học tập, hỗ trợ cây con giống, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, đời sống của bà con dân tộc thiểu số đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trung bình gần 3% năm. Đến nay, 99,75% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được sử dụng điện, trên 75% số hộ được sử dụng nước máy sinh hoạt, trên 98% số hộ có nhà ở từ bán kiên cố trở lên, 88,8% hộ có hố xí hợp vệ sinh đạt chuẩn, 100% đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Các tuyến đường trọng yếu liên thôn, ấp được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương trao đổi hàng hóa cho nhân dân. Bên cạnh đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Các lễ hội văn hóa được khôi phục, bảo tồn và phát triển, trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao. Thưa quý vị, để phòng ngừa cháy nổ, bên cạnh việc hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, xây dựng củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, thì công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy cũng phải được chú trọng. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, các công trình trọng điểm quốc gia, thì công tác này càng được tăng cường chú trọng hơn nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ của cả cộng đồng, doanh nghiệp. Nhờ đó, các sự cố đều được phối hợp xử lý nhanh chóng kịp thời, qua đó hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra. Theo thống kê của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 4.338 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Hiện 100% đơn vị đã thành lập được đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và 100% đội viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thường xuyên được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, kỹ năng ứng phó sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Nhờ đó, lực lượng này đã kịp thời xử lý sự cố ban đầu trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu. Đây là một cái đội chữa cháy hết sức quan trọng. Nó đánh giá về mức độ thiệt hại lớn hay nhiều, cháy lớn hay nhỏ là hoàn toàn nó phụ thuộc cơ bản vào cái lực lượng chữa cháy được ban đầu này về phương châm 4 tại chỗ. Nếu chúng ta làm tốt cái phương châm 4 tại chỗ, khi mới xảy ra mà lực lượng cơ sở phát hiện sớm, kịp thời xử lý ngay từ bước ban đầu thì không xảy ra cháy lớn và không thiệt hại đến tính mạng con người. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Số người chết do cháy giảm 3 người. Có được kết quả này, ngoài nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp, thì cũng có đóng góp không nhỏ của người dân, doanh nghiệp trong công tác phòng cháy chữa cháy. Phòng ngừa cháy nổ ngay từ gốc cũng là góp phần quan trọng để nâng cao sức mạnh của cả cộng đồng trong phòng ngừa giặc lửa. Thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại, không ít người vẫn còn suy nghĩ chỉ có người nghèo mới làm nghề thu mua ve chai. Tuy nhiên, trên thực tế, có khá nhiều người, nhiều gia đình đã thoát nghèo, thậm chí làm giàu bằng nghề này. Tại huyện Châu Đức có một phụ nữ như thế, đó là chị Hoàng Thị Nhuần, ngụ thôn 1, xã Suối Rào. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Hội Phụ Nữ xã, chị Nhuần đã có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình bằng nghề thu mua ve chai. Cuộc sống gia đình chị Nhuần chẳng những đã thoát nghèo mà chị còn trở thành chủ một vựa phế liệu tại địa phương. Hơn chục năm về trước, gia đình chị Hoàng Thị Nhuần là hộ nghèo ở xã Suối Rào, huyện Châu Đức. Không có vốn làm ăn nên chị phải lân la khắp địa phương để thu mua ve chai. Nhưng do hai con còn nhỏ nên tiền lãi thu ngày nào đều chi tiêu hết ngày đó, không tích cóp được gì.
thấy chị Hường chăm chỉ làm ăn, kiếm sống, nên để hỗ trợ chị phát triển kinh tế, năm 2016, Hội Phụ Nữ xã Suối Rau đã hỗ trợ chị 5 triệu đồng, giúp chị có vốn thu mua nhiều hơn. Không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng của tổ chức hội, chị đã mở rộng địa bàn thu mua dê chay không chỉ ở các xã lân cận Suối Rau mà còn mở rộng sang địa bàn huyện Đất Đỏ. Tạo dựng mối quen, nên khi ai có phế liệu cần bán đều gọi cho chị đến thu mua. Nhờ đó chỉ sau một năm, thu nhập của chị Ngừng tăng gần gấp đôi, ổn định từ 6 triệu đến 8 triệu đồng một tháng, và chị đã mạnh dạn làm đơn xin thoát nghèo. Đến năm 2019, với chút vốn dành dụm được, cùng 30 triệu đồng được Hội Phụ Nữ xã Suối Rau giới thiệu dây từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Đức, gia đình chị Nhuận đã mở dựa thu dây chay. Cũng được sự hỗ trợ của các chị em phụ nữ rồi cũng động viên, rồi mình bắt đầu là đi mua dây chay rồi về nhập cho người ta, xong rồi dần dần mình mượn vốn của bên xã, bên phụ nữ hỗ trợ cho mượn, thì mình cũng tôi cũng có mở được cái vựa như này. Thì cũng nói chung là thu nhập thì chỉ đủ sống gia đình thôi chứ cũng chưa có gì, nhưng mà tôi cũng cảm thấy là tốt rồi, vì bây giờ cũng không phải lo lắng nhiều. Để tăng thu nhập từ các loại phế liệu thu mua được, thay vì bán đổ cho các vựa đầu mối dây chay lớn hơn, chị Hương đã phân loại dây chay, sau đó đóng bao chuyển thẳng cho các cơ sở tái chế, tích tiểu thành đại. Cuộc sống của gia đình chị Nhuận giờ đã đổi khác, đỡ chất giả hơn trước rất nhiều. Kinh tế gia đình phát triển nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Hội Phụ Nữ, nên khi cuộc sống ổn định, chị Hoàng Thị Nhuận trở thành một trong những hội viên năng động, nhiệt tình tham gia các phong trào do hội phát động. Ở địa phương thì chị tham gia rất là đầy đủ, là tốt trong tất cả những cái cuộc sinh hoạt, còn vận động. Nhưng mà sau này thì chị được giúp một số vốn của bên chi hội, thế lại cộng với gia đình chị cũng tích lũy thêm được một số nữa, thì chị mạnh dạn mở ra cái chùa này. Rồi theo bên chi hội thì cũng vận động các chị em trong chi hội, cũng nếu như ai có cái gì thì cũng gom góp lại để cũng ủng hộ chị, cũng như là bán cho chị đó, để chị có một cái mở ra được một cái rửa nhỏ này làm ăn. Ngoài cái việc mà phát triển kinh tế của cho gia đình chị á, thì chị còn quan tâm tới công tác xã hội, nó trong đó là như là cái việc chị thu mua sách vở cũ rồi về chị phân loại cho đủ bộ, rồi chị hỗ trợ thêm cho các gia đình khó khăn, và rồi một số hộ thì cũng khó khăn thì chị mua quà cũ về chị sửa lại rồi chị cũng cho người ta, tuy là giúp đỡ cái vật chất không nhiều, nhưng đó là cái sự quan tâm chia sẻ. Khi mà mình đã vươn lên thoát được nghèo thì chị còn quan tâm tới cộng đồng. Nỗ lực vươn lên của chị Hoàng Thị Nhuận bằng nghề thu mua dây chay phế liệu cho thấy nghề nghiệp nào cũng cao quý, nếu nó giúp nuôi sống bản thân, gia đình và còn giúp con người tìm được hạnh phúc khi được lao động bằng chính sức của mình. Ý chí, nghị lực và cách làm của chị Nhuận là tấm gương để chị em phụ nữ học tập và vươn lên trong cuộc sống. Tạm gác lại những thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước, mời quý vị cập nhật thông tin thế giới. Bản tin thế giới 360 độ sẽ chuyển đến quý vị những diễn biến nổi bật trong 24 giờ qua. Và những thông tin nào đáng quan tâm nhất, hãy cùng điểm qua với chúng tôi. Anh và EU thừa nhận bất đồng trong đàm phán. Thượng viện Mỹ điều chỉnh hoạt động do Covid-19. Israel tiếp tục mở rộng khu định cư tại bờ Tây. Khoa học vũ trụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Nhật Bản cấp tiền để người dân về nông thôn sinh sống. Bán đảo Nam Cực trải qua năm ấm nhất trong 3 thập kỷ. Lãnh đạo Liên minh châu Âu và Anh đã chỉ thị giới chức hai bên nỗ lực khắc phục bất đồng liên quan tới tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại hậu Brexit trong thời gian tới. Tuyên bố chung sau cuộc họp trực tuyến giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh, hai nhà lãnh đạo đã ghi nhận những tiến triển trong đàm phán thời gian gần đây. Hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của thỏa thuận hậu Brexit và coi văn kiện này là nền tảng vững chắc của mối quan hệ chiến lược Anh-EU trong tương lai. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo thừa nhận tiến trình đàm phán vẫn chưa đạt được đột phá, khi còn những bất đồng đáng kể trong lĩnh vực ngư nghiệp, việc tạo ra một sân chơi công bằng cũng như vấn đề quản lý.
Theo kế hoạch, giới chức hai bên sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận trong những tuần tới, trước khi các nhà lãnh đạo EU nhóm họp vào giữa tháng 10 để đánh giá tiến trình đàm phán. Thưa quý vị, đến nay ít nhất đã có 3 thượng nghị sĩ Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình hình trên, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell vừa thông báo, toàn bộ hoạt động tại Thượng viện sẽ được lùi lại tới sau ngày 19 tháng 10. Tuy nhiên, ông Connell cho biết công việc của ủy ban như phiên điều trần phê chuẩn đề cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho vị trí thẩm phán tại tòa án tối cao, bà Amy Coney Barrett vẫn sẽ tiếp diễn. Thông báo của lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell được đưa ra sau khi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lee, bang Utah, Tom Tillis, bang Bắc Carolina và Ron Johnson, bang Ohio cho biết có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hai ông Lee và Tillis là thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện và đã có mặt tại Nhà Trắng vào hôm 26 tháng 9, tham dự sự kiện Tổng thống Trump thông báo về việc sẽ chọn thẩm phán Amy Coney Barrett làm ứng viên tại tòa án tối cao. Do diễn biến của dịch COVID-19, ít nhất 4 thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa phải vắng mặt. Điều này khiến cho thế đa số của phe Cộng hòa tại Thượng viện từ 53 ghế giảm xuống còn 49 ghế. Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine PLO Saeb Erekat cho biết Israel vẫn đang thực hiện kế hoạch sáp nhập các vùng lãnh thổ rộng lớn ở bờ Tây thông qua việc tăng cường mở rộng khu định cư. Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine PLO nêu rõ, kế hoạch xây dựng 5.400 căn nhà mới cho thấy Israel không dừng kế hoạch sáp nhập bờ Tây như tuyên bố trước đó. Quan chức này kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các nghị quyết quốc tế, đồng thời cảnh báo động thái của Israel có thể sẽ mở rộng dòng cung bạo lực hỗn loạn, đổ máu và chủ nghĩa cực đoan tại Trung Đông. Trước đó, truyền thông Israel cũng đưa tin thủ tướng nước này đã ra chỉ thị thông qua việc xây dựng 5.400 căn nhà tại các khu định cư bờ Tây. Động thái của Israel diễn ra không lâu sau khi nước này vừa ký hai thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain với sự trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo hai thỏa thuận, Israel phải đình chỉ kế hoạch sáp nhập các vùng lãnh thổ ở bờ Tây. Bản tin thế giới 360 độ vừa cập nhật nhiều thông tin khoa học công nghệ nổi bật. Thưa quý vị, đầu tiên là thông tin về việc tập đoàn công nghệ Intel của Mỹ thông báo đã đạt được hợp đồng giai đoạn 2 trong dự án hỗ trợ quân đội Mỹ phát triển chip sử dụng trong hoạt động quốc phòng. Tập đoàn công nghệ Intel cũng là đối tác được Lầu Năm Góc lựa chọn trong giai đoạn 1 của 9 dự án này. Theo hợp đồng, Intel sẽ hỗ trợ quân đội Mỹ phát triển các nguyên mẫu chip sử dụng công nghệ đóng gói bán dẫn của tập đoàn này. Đây là công nghệ cho phép tích hợp nhiều mảnh chip từ các nhà sản xuất khác nhau, qua đó giúp đa dạng hóa tính năng của sản phẩm với kích thước nhỏ gọn hơn cùng khả năng tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ. Việc lựa chọn Intel làm đối tác trong dự án được đánh giá là bước đi của Lầu Năm Góc nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất chip sử dụng trong mục đích quốc phòng được sản xuất trong nước. Theo đó, Intel là một trong ba công ty có khả năng sản xuất chip máy tính tiên tiến nhất hiện nay bên cạnh TSMC của Trung Quốc và Samsung của Hàn Quốc. Khoa học vũ trụ đang ngày càng giúp ích nhiều cho cuộc sống. Ví dụ tại Thụy Điển, các nông dân nước này nhận được sự hỗ trợ từ khoa học vũ trụ trong việc canh tác, bao gồm việc đưa ra chính xác lượng phân bón hoặc thuốc trừ sâu họ cần bón trên ruộng của mình. Nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần đầu tiên ông Lazarevson ngồi sau tay lái chiếc máy nông nghiệp khi ông mới 16 tuổi. Sau 45 năm, những chiếc máy này giờ hoạt động theo lộ trình được thiết kế bởi các vệ tinh ngoài không gian. Môi trường canh tác hiện giờ chịu tác động của nhiều yếu tố, ngoài thời tiết như khói bụi, các chất hóa học trong đất và không khí. Kinh nghiệm canh tác thì không thể tính toán được hết các yếu tố đó. Nhưng nhờ những tính toán từ vệ tinh, chúng tôi có thể nhìn vào màn hình để biết chính xác chúng tôi cần làm gì trên từng mét vuông đất. Chiếc máy kéo phiên bản năm 2020 được trang bị thiết bị cảm biến đo mật độ chỉ ra chính xác lượng phân bón cần sử dụng trên mỗi thửa đất để giúp cây tăng trưởng mà không gây hại tới sức khỏe con người. Bên cạnh đó, màn hình vệ tinh gắn trong xe hiển thị chất lượng đất và khả năng hấp thụ nitơ của rễ cây. Lượng phân bón chính xác sẽ mang lại chất lượng đất tốt nhất cho cây trồng. Nếu người nông dân dùng quá nhiều thì sẽ gây hại cho môi trường. Nếu dùng quá ít thì không tốt cho đất và năng suất thu hoạch. Bằng công nghệ phân tích hình ảnh từ vệ tinh, chúng tôi tin rằng
có thể giảm được 1/2 chất thải gây hại vào môi trường. Đây là một bước tiến nhỏ nhưng quan trọng trong việc cân bằng giữa lợi ích kinh tế từ nông nghiệp với việc bảo vệ tài nguyên đất nói riêng và môi trường nói chung. Trong xu thế ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới khuyến khích người dân làm việc từ xa để phòng dịch bệnh COVID-19, Nhật Bản thậm chí còn cho tiền để người dân bỏ phố về quê sinh sống. Theo nhật báo Nikkei, chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch cấp 1 triệu yên, tương đương khoảng 220 triệu đồng cho những người chuyển về từ các vùng nông thôn sinh sống, trong khi vẫn tiếp tục công việc hiện tại với hình thức làm từ xa. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ bắt đầu trong tài khóa từ tháng 4 năm 2021 sẽ cấp 3 triệu yên cho những ai thành lập các doanh nghiệp chuyên về công nghệ thông tin tại vùng nông thôn. Bắt đầu từ tài khóa 2021, chính phủ Nhật Bản cũng sẽ hình thành một chương trình trợ cấp để giúp chính quyền địa phương tạo ra môi trường phù hợp cho những người làm việc từ xa. Tổng cộng 15 tỷ yên sẽ được dành cho quỹ theo yêu cầu ngân sách năm tới. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, Đại học Santiago de Chile vừa công bố kết quả một nghiên cứu cho biết năm 2020 sẽ là năm nóng nhất trong 30 năm qua tại bán đảo Nam Cực. Theo nghiên cứu trên, trong giai đoạn giữa tháng 1 đến tháng 8 năm nay, mức nhiệt đo được tại bán đảo Nam Cực tăng từ 2 đến 3 độ so với mức nhiệt thông thường. Cụ thể, trung bình mức nhiệt tối đa đo được tại đây từ đầu năm tới nay là trên 0 độ. Hiện tượng chưa từng xảy ra trong 31 năm qua. Đây là một thực tế đáng báo động, phần nào cho thấy vùng biển này đang ấm lên với tốc độ nhanh tương tự mức ghi nhận trong giai đoạn cuối thế kỷ 20. Tuy nhiên, trong 2 tháng 8 và 9, mức nhiệt ghi nhận ở vùng cao của bán đảo này lại rơi xuống âm 16,8 độ, mức thấp nhất kể từ năm 1970. Bán đảo Nam Cực nằm ở cực nam của Nam Cực, nơi một số quốc gia đặt các căn cứ quân sự và khoa học, trong đó có Argentina, Chile và Anh. Khép lại bản tin Thế giới 360 độ là một thông tin thú vị dành cho những người yêu nghệ thuật. Thưa quý vị, mặc dù các biện pháp cách ly xã hội đang dần được nới lỏng, thế nhưng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thì việc duy trì giãn cách vẫn là cần thiết. Nắm bắt được xu hướng đó, một nhóm nghệ sĩ tại Nga đã tổ chức buổi triển lãm tranh theo hình thức đặc biệt bên trong một khu rừng. Rustam Ismagiplov đang hoàn thiện những bước cuối cùng cho tác phẩm điêu khắc của mình. Lấy cảm hứng từ hòn đảo Frum của Nga, ông sử dụng gỗ và bộ gõ nhạc để tạo ra chiếc chuông gió hình chú cá khổng lồ. Rustam là một trong những nghệ sĩ tham gia vào buổi triển lãm điêu khắc nghệ thuật tại khu rừng Sverdlov. Đây là nỗ lực đưa nghệ thuật vào hệ sinh thái, gắn kết nó vào với môi trường thiên nhiên. Điều đó khiến nghệ thuật sẽ càng trở nên hấp dẫn. Với chủ đề thiên nhiên hùng vĩ, tất cả các tác phẩm điêu khắc tại đây đều được làm bằng vật liệu tự nhiên như gỗ, rễ cây, đá kết hợp với kim loại tái chế. Chúng tôi muốn đưa tác phẩm nghệ thuật ra khỏi những phòng tranh, phòng triển lãm truyền thống, đưa nó ra ngoài môi trường thiên nhiên, gần gũi hơn với con người. Tại đây có rất nhiều tác phẩm ấn tượng, có những tác phẩm rất lớn, thậm chí có thể thấy từ trên cao. Không có ban giám khảo, các tác phẩm cũng được trưng bày cách nhau, tránh người xem tụ tập đông người nhằm tuân thủ giãn cách xã hội trong thời buổi dịch bệnh. Buổi trưng bày đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dân. Ý tưởng này thật thú vị, những tác phẩm tại đây khiến tôi cảm thấy muốn gần gũi với thiên nhiên hơn. Thật đẹp, buổi trưng bày mang một bầu không khí đặc biệt, bố cục của tác phẩm, ý tưởng rất tuyệt vời và mỗi một tác phẩm đều có linh hồn của riêng nó. Các tác phẩm điêu khắc độc đáo này sẽ được trưng bày vô thời hạn để người dân có thể đến chiêm ngưỡng bất cứ lúc nào. Buổi sáng, nhất là sáng thứ hai đầu tuần luôn là khoảng thời gian bận rộn của nhiều người, nhiều gia đình. Chính vì vậy mà mọi người cũng không có thời gian thư thả để lướt web đọc tin tức. Âm dân không sao cả. Để theo dõi chương trình Thời sự ngày mới, quý vị sẽ được cập nhật những thông tin thời sự nổi bật nhất bởi chúng tôi đã chắt lọc nhiều nguồn tin thật sự cần thiết, đáng quan tâm và đáng tin cậy cho quý vị. Ngay sau đây là phần điểm tin báo chí. Mời quý vị cùng theo dõi sau ít giây nữa. Thưa quý vị, hiện Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng quy hoạch mạng cảng hàng không cả nước định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đã tính tới những vùng nào còn thiếu, cần bổ sung sân bay, trong đó có cả thủ đô. Theo quy hoạch này, ngoài huyện Ứng Hòa, Hà Nội, có thêm 3 vị trí đã được dự kiến xây dựng sân bay thứ hai của vùng thủ đô, gồm huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương và huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi của dư luận đặt ra là có cần thiết phải xây dựng nhiều sân bay đến thế?
Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hàng không đã nêu quan điểm với phóng viên Báo Thanh Niên rằng họ rất lo ngại về tình trạng lạm phát sân bay, nhất là khi nhiều sân bay đang thua lỗ. Theo các chuyên gia hàng không, nếu các địa phương chỉ cách nhau vài chục đến hơn 100 km lại có một sân bay, thì khả năng bị phân lưu dòng khách giữa các sân bay là rất lớn, khó đảm bảo hiệu quả tài chính. Cách đây hơn một tháng, dư luận xôn xao về việc tỉnh Quảng Bình chi 2,2 tỷ đồng để mua cặp da tặng đại biểu nhân dịp đại hội đảng bộ tỉnh này. Thì nay, câu chuyện quà tặng đại biểu một lần nữa lại dậy sóng tại địa phương lân cận Quảng Bình. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Trị đã đấu thầu công khai mua bình hút tài lộc cao cấp tặng các đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17. Dù kinh phí mua thấp hơn nhiều so với tỉnh Quảng Bình, nhưng với những địa phương nghèo thì đây cũng là con số khiến dư luận băn khoăn. Theo thông tin trên báo Vietnamnet, Văn phòng tỉnh ủy Quảng Trị mời chào hàng cạnh tranh trong nước hai gói thầu gồm bình hút tài lộc cao cấp và các loại phù hiệu của Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17 với dự toán là 544,6 triệu đồng và gói mua sắm cặp đựng tài liệu phục vụ Đại hội Đảng Bộ Tỉnh Quảng Trị lần thứ 17 với dự toán hơn 631,25 triệu đồng. Sau khi thông tin mời thầu được đăng tải, nhiều người cho rằng đại biểu đến dự đại hội thì cần gì phải tặng bình hút tài lộc. Việc mua sắm này là lãng phí, không cần thiết. Và thật may là khi dư luận không đồng tình, thì bằng thái độ kịp thời và cầu thị, tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định hủy gói thầu này. Thưa quý vị, lại thêm một câu chuyện đau lòng liên quan đến việc cổng trường đổ sập gây thương tích cho học sinh diễn ra tại tỉnh Nghệ An. Sự việc xảy ra chiều ngày 2 tháng 10 tại trường tiểu học Nam Lộc, huyện Hưng Nguyên, khiến một học sinh lớp 2 phải nhập viện. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, do một phần thanh sắt của cổng trường bị đổ đâm vào chân làm lộ phần xương, khiến học sinh này phải khâu nhiều mũi. Trước thực trạng này, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã yêu cầu các địa phương rà soát cơ sở vật chất trường lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường, nhất là trong mùa mưa bão, lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Thưa quý vị, những năm qua đã có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu cải lương được vinh danh trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Tuy nhiên thực tế vẫn còn không ít nghệ sĩ thế hệ vàng đã dành cả đời cống hiến cho sàn diễn, nghệ thuật cải lương, nhưng đến nay vẫn chưa được ghi nhận bằng các danh hiệu cao quý. Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời nhiều nghệ sĩ cho rằng hiện nay việc tìm kiếm huy chương để đạt danh hiệu theo quy định là quá dễ dãi. Có những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nhưng sự đóng góp cho sân khấu khá ít ỏi. Chính vì vậy, các nghệ sĩ cho rằng, đối với thế hệ trẻ thì cần làm theo quy định, còn với những thế hệ trước, chỉ cần thành lập hội đồng thẩm định, xét duyệt các danh hiệu dành cho nghệ sĩ. Đây cũng là một cách giải quyết đến nơi đến chốn đối với một số trường hợp nghệ sĩ thế hệ vàng chưa được vinh danh. Thưa quý vị, tháng 5 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, các cơ sở giáo dục sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục để tự đánh giá toàn bộ hoạt động của đơn vị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, sau 4 năm triển khai thì mới chỉ có 30 cơ sở giáo dục đại học được công nhận kiểm định theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy còn tới hơn 200 trường đại học chưa hoàn thành. Điều này cho thấy việc kiểm định khá chậm, thậm chí ì ạch. Đại học Phoenicia là một trong 30 trường mới được công nhận kiểm định theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây chính là nỗ lực của trường đại học Phoenicia sau 2 năm, kể từ khi tham gia cho đến khi được công bố. Với 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí, nhờ kết quả đánh giá này mà trường biết được điểm mạnh yếu để tiếp tục hoàn thiện. Của nhà trường chính là ở trong hoạt động nghiên cứu khoa học, lực lượng cán bộ, giảng viên và trong hoạt động hợp tác quốc tế. Những cái điểm nhà trường cần phải tiếp tục nỗ lực chính là cái mô hình quản trị của nhà trường. Với 4 lĩnh vực và bộ tiêu chí mới đã tiệm cận được với chuẩn kiểm định của khu vực. Vì thế, việc hoàn thành kiểm định giống như giấy thông hành để không chỉ các trường nhìn nhận lại bức tranh toàn cảnh của mình, mà cũng là cơ sở để người học, xã hội có căn cứ đánh giá lựa chọn. Tuy nhiên cái khó chính là với số lượng tiêu chí gần gấp đôi so với bộ kiểm định cũ, nên cần nhiều thời gian, thường phải mất tới ít nhất 2 năm. Một quy trình mà chỉ nhà trường tự đánh giá không ấy, thì đã nhanh nhất là phải 6 tháng mới hoàn thành tự đánh giá. Sau đó các thủ tục, các bước để kiểm định thì trong vòng là trung bình
là từ 9 đến 1 năm. Nó phức tạp hơn, thế nhưng lại có cái hay là nó rất sát, nó rất sâu, nó giả lại toàn bộ cái quy trình. Ủng hộ về lợi ích của việc hoàn thành kiểm định mang lại. Tuy nhiên, một số trường cho rằng cần có điều chỉnh trong quá trình đánh giá độc lập để giúp các trường chuẩn bị tốt hơn và nhanh hơn, đồng thời nên thừa nhận thêm các hình thức chứng minh đối chứng khác ngoài văn bản. Làm sao xác định cái tính chất của các cái minh chứng một cách dễ dàng hơn, tại vì chúng ta cũng đều biết rằng là trong cái thời buổi khoa học công nghệ thì các minh chứng hiện nay khá là đa dạng về hình thức, vừa là những cái văn bản hành chính thông thường chính thức, có thể là những cái văn bản mà được trao đổi thông qua các phương tiện giao tiếp và không chính thức, và cũng nên thừa nhận thêm các cái minh chứng đó. Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh yếu tố chủ quan thì việc chậm hoàn thành kiểm định chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học còn do khách quan, là ảnh hưởng bởi chu trình kiểm định theo chuẩn cũ. Bởi hiện nay, nhiều trường sắp hết thời hạn 5 năm theo chuẩn này và phải tham gia kiểm định lại. Mặt chu kỳ và cũng như là yêu cầu cải tiến chất lượng và thực hiện kiểm định chương trình. Và nếu mà chúng ta quan sát một chút thì trong thời gian tới, khi mà chuẩn bị hết cái chu kỳ 5 năm của bộ tiêu chuẩn cũ, thì rất nhiều nhà trường sẽ thực hiện đánh giá theo cái bộ tiêu chuẩn mới. Nó không chỉ là bắt buộc thôi, nhưng mà nó cũng giúp cho nhà trường có một cái góc nhìn tốt hơn bên cạnh cái bộ tiêu chuẩn cũ, góc nhìn tốt hơn để mà có những hoạt động cải tiến phù hợp với xu thế của quốc tế cũng như là cái yêu cầu đào tạo nhân lực ở Việt Nam. Theo chuyên gia, dù khách quan hay chủ quan, thì nguyên nhân quan trọng nhất của việc chậm kiểm định này chính là do các trường. Bởi khi chưa có một cơ chế thưởng phạt rõ ràng với việc hoàn thành hay không hoàn thành từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên nhiều trường cũng không mặn mà và quyết liệt tham gia kiểm định để tránh được tình trạng vạch áo cho người xem lưng. Những thông tin giá cả thị trường nông sản, hải sản sẽ tiếp tục chương trình Ngày mới sáng nay. Mời quý vị cùng cập nhật. Thị trường lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang chững lại. Cụ thể, giá lúa nếp Đài Thơm 8 IR504 và các giống lúa OM dao động xung quanh ngưỡng 6.000 đồng một ký. Với mặt hàng gạo, giá cũng chững lại và đứng ở mức thấp, dao động từ 9.000 đến 10.000 đồng một ký. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam giữ ở mức 470 đến 480 đô la Mỹ một tấn. Theo Bộ Công Thương, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã và đang có những cải thiện tích cực trên thị trường khi nhiều doanh nghiệp đã có những hợp đồng xuất khẩu vào EU với giá cao. Do nguồn cung dồi dào nên giá nhiều mặt hàng thực phẩm ổn định sau nhiều ngày biến động. Theo đó, các loại rau xanh và các loại đậu có giá dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng một ký. Với mặt hàng thủy sản, giá cá tra ở mức 19.000 đến 19.500 đồng một ký. Các loại tôm có giá từ 120.000 đến 170.000 đồng một ký tùy kích cỡ. Theo các tiểu thương bán hàng tại chợ, nhu cầu tiêu thụ rau củ có tăng. Tuy nhiên, do lượng hàng về nhiều khiến giá cả các mặt hàng duy trì ở mức ổn định. Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh giảm ở cả ba miền, trong đó miền Bắc chứng kiến mức thu mua thấp nhất toàn quốc, có nơi chỉ đạt 72.000 đồng một ký, giảm từ 1.000 đến 6.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi quanh ngưỡng 78.000 đồng một ký, giảm từ 1.000 đến 4.000 đồng một ký ở hầu hết các địa phương. Trong khi đó, khu vực phía Nam, giá dao động trong khoảng từ 78.000 đến 80.000 đồng một ký. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 5 tháng 10. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang duy trì mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Tuy lượng mưa không lớn nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Ban ngày trời nắng, cường độ nắng không quá mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, khoảng 2 đến 3 ngày tới, mưa có xu hướng tăng ở một số nơi trong tỉnh. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 85 đến 95%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, ngày nắng, đêm nay có mưa rào và dông, trong cơn dông có thể có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 độ, độ ẩm tương đối 93%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có thể có xuất hiện hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh, nên bà con ngư dân cần lưu ý.
tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 5. Riêng đêm nay và ngày mai, vùng biển ngoài khơi có lúc tăng lên cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Tại Vũng Tàu, ngày 5 tháng 10 năm 2020, mực nước cao nhất 380cm xuất hiện lúc 16 giờ 30 phút, thấp nhất 160cm xuất hiện lúc 9 giờ 30 phút. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin và chương trình thời sự tiếp theo.